Xin chào mọi người nhé. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn một cái spa chân sao tròn trơn bên mình cho các bạn xem nhé. Cái này thì các bạn có thể dùng trong spa này, cắt tóc này, gội đầu này, nối mi này, hoặc là trang điểm cá nhân cũng rất chi là ok nhé. Cái xoay học sinh mà kiểu dáng đơn giản cũng được nhé mọi người nhé. Cái thì có thể xoay được 360 độ và nâng lên hạ xuống từ 46 đến 60 cm nhé. Đây là chiều cao thấp nhất của ghế này. Khi mà muốn cao lên thì các bạn đứng lên nhé, các bạn kéo cái lễ này như này đấy. Đây là chiều cao cao nhất của ghế nhé mọi người nhé. Đấy, bây giờ đến gần đây mình sẽ qua chi tiết cho các bạn xem từng màu nhá. Hà ghế này có thể chịu được sức nặng lên đến 150 cân đấy mọi người nhá. Mặt ghế bên mình thì là chất liệu bọc da các bạn ạ, rất chi là dày dặn và đẹp nhá, dễ dàng lau chùi khi bẩn này. Từng đường kim mũi chỉ này hoàn thiện cũng khá chi là cao nhé mọi người nhé. Đường kính của nó là 33 cm, độ dày của nó là 7 cm nhé mọi người nhé. Các bạn thấy không, rất chi là dày dặn. Mình quay như thế nào các bạn sẽ nhận hàng y như vậy nhé. Chân của nó này là kim loại mạ in úp màu bạc, rất chi là bóng và đẹp này. Bánh xe cao su màu đen này, di chuyển dễ dàng tiện lợi này. Đấy, mình chỉ muốn giới thiệu qua sản phẩm một đoạn vậy thôi. Ở đây thì mình quay tặng 5 màu cho các bạn tham khảo, nhưng mình đăng màu nào thì đều sẵn màu đấy đấy, thì tùy vào nhu cầu của các bạn thì các bạn có thể chọn màu sắc cho hợp lý nhá. Mình cảm ơn các bạn, mình chào các bạn.